Hồng Phượng trách tại số phận của mình trong khi Hồng Loan có tất cả mọi thứ. Mến chào quý khán giả, tối ngày 7 tháng 9, Hồng Phượng đã đăng tải bức ảnh với nét mặt đượm buồn tại số phận mình thôi, đến rồi đi, sao buồn làm chi. Sắp tới vụ kiện giữa Hồng Loan và cô Sáu sẽ được tòa xét xử. Phát công gây sốc của soạn giả Văn Tiên nói Hồng Phượng là con gái của Vũ Linh, mong Hồng Phượng mau mau quay về căn nhà số 5 đoàn thị điểm. Nguyên văn của cô Văn Tiên viết mới đây như sau. Gia đình hạnh phúc Tình cờ coi lại clip này, em quay vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, ngày sinh nhật của anh Nam Phủ Linh, mau quay về nhà số 5 đoàn thị điểm nhà Hồng Phượng như lời cậu đã để lại. Nhà này số 5 đoàn thị điểm là cho con gái của tôi, Lê Thị Hồng Phượng, để là một nơi giữ mãi những hình ảnh gia đình hạnh phúc như vậy. Hồng Phượng bình luận, số phận rõ ràng quá hả cô? trong khung hình đúng bao nhiêu đó người nổi bật lên thật là dễ thương thương nhớ lắm cậu ơi cô tiên nhấn mạnh lời nói từ chính chủ của cậu vũ linh mà người thương cậu đã hiểu đã thương đã nghe cư dân mạng bức xúc khi cô tiên nhét chữ vào miệng cố ngày siêu tú vũ linh ông chưa từng nói câu con gái tôi lê thị hồng phượng cháu là cháu từ khi nào cháu lại ngang nhiên trở thành con gái vậy cố ngày siêu tú vũ linh nhiều lần chia sẻ với khán giả ông chỉ có một người con gái duy nhất là hồng loan và hiện tại căn nhà số 5 đoàn thị điểm do Võ Thị Hồng Loan đứng tên chính chủ. Trước đó Hồng Phượng đã lập vi bằng đoạn clip của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hứa cho căn nhà có ca sĩ Đông Dương làm chứng. Theo lời khai của Hồng Phượng tại tòa, căn nhà này còn ở chứ không được bán vì đây là nơi thờ cúng và xâm hợp các thành viên trong gia đình. Cụ thể nghệ sĩ Vũ Linh đã nói như sau. Cái đất bán là cậu Nam chỉ mua cho một chiếc xe hơi và cậu cho thêm mấy tỷ làm vốn còn căn nhà này con ở và đồng thời là sau này để phủ thờ, không được bán gì hết. Con với mẹ con muốn cho Hồng Loan hoặc Tiểu lên ở, sao là tùy con, muốn cho là tùy con. Như vậy, việc làm của Hồng Loan là trái với quyết định của nghệ siêu tố Vũ Linh. Vì quá bức xúc nên ngày 3 tháng 5 năm 2023, mẹ ruột của Hồng Vượng là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái của nghệ siêu Tú Vũ Linh, có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận Chia di sản thừa kế do nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại gồm Nhà đất số 5, đoàn thị điểm phường 1, quận Phú Nhuận, thửa đất số 8788, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, xe ô tô Toyota, biển kiểm soát số 25N1798. Toàn bộ tài sản này hiện bà Võ Thị Hồng Lan đã đăng ký khai nhận di sản thừa kế và đứng tên và tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý vụ án này. Hồng Phượng đề nghị tòa án xem xét giải quyết công nhận và thực hiện theo quyết định của nghệ sư Tú Vũ Linh khi còn sống đã cho Hồng Phượng căn nhà số 5 đoàn thị điểm quận Phú Nhuận. Và thực tế, Hồng Phượng và gia đình Hồng Phượng đã ở tại đây từ năm 2021 cho đến ngày Hồng Loan đuổi. Trên đây là bản tự khai của tôi liên quan đến nội dung vụ việc đề nghị tòa án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.